khi nhận cảnh báo an ninh mạng thông điệp từ bộ cho biết sự cố an ninh mạng với hậu quả có thể xảy ra nghiêm trọng gây thiệt hại về uy tín cũng như tiền bạc do đó bộ khuyến nghị khi bộ thường xuyên đưa ra các cảnh báo về an toàn an ninh mạng các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cần thay đổi thái độ khi tiếp nhận các cảnh báo đó đồng thời các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cần tham gia vào mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia để chia sẻ tiếp nhận các thông tin về sự cố an toàn an ninh mạng và hỗ trợ xử lý nếu cần bộ cũng nhấn mạnh khi xảy ra các sự cố về an toàn an ninh mạng người đứng đầu các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cần phải xác định trách nhiệm vào cuộc ngay lập tức ngoài ra phía bộ cũng cho biết đã tập hợp lựa chọn thúc đẩy các doanh nghiệp việt phát triển các sản phẩm về an toàn an ninh mạng sẵn sàng cung cấp cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trên toàn quốc để đảm bảo một không gian mạng an toàn cho việt nam